Anh không biết đâu. Hôm nay có nhiều người tới tìm mua sợi dây chuyền này đó. Hơn nữa cũng có nhiều người muốn chụp hình với em. Giống như em là siêu sao vậy. Siêu sao sao? Hôm nay anh nhận được phỏng vấn của một phóng viên. Anh ta hỏi về chuyện trước đây của em. Hỏi về em sao? Trước đây em cũng đâu phải là người nổi tiếng gì đâu. Hỏi chuyện trước đây của em làm gì chứ? Có lẽ là tò mò thôi. Nhưng mà hình như em thật sự rất ít nhắc về chuyện quá khứ của em đối với anh. Trước đây em thật sự là một người rất bình thường. Chắc là em cũng không có người bạn trai nào khác chứ? Không có thật sao? Tất nhiên là không. Trước đây em chưa từng yêu đương gì cả. Trước khi quen anh, em cũng chưa từng thích người đàn ông nào hết. Vậy anh chính là mối tình đầu của em rồi. Tôi không muốn nghe giải thích đâu. Lập tức giải quyết cho tôi. Hiểu chưa? Sao em lại tới đây? Em vốn định đưa tài liệu cho anh, tiện thể vào thăm anh một chút. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới mà còn giận như vậy sao? Phòng PR có một nhân viên tiết lộ chuyện riêng tư của nhà anh cho đám nhà báo. Nhưng bây giờ đã lo xong rồi. Chuyện riêng tư của nhà anh sao? Có liên quan gì tới mẹ của anh hả? Không có. Không lẽ là... Là gì? Không có gì đâu. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Vậy thì nói đi. Thực ra em muốn nói là mỗi một người đều có chuyện này chuyện kia. Thoạt nhìn có vẻ trời yên biển lặng, nhưng chắc chắn là có sóng ngầm. Anh đừng vì những chuyện này mà để ảnh hưởng tâm trạng của mình. Anh nghĩ mà coi, anh không thể chọn nơi mà anh sinh ra, cũng không thể chọn làm anh làm chị em với ai. Em đã biết chuyện gì rồi phải không? Xin lỗi anh. Em cũng không muốn giấu anh đâu. Thực ra em đã biết quan hệ thật sự giữa anh và Phó Tổng Lâm. Phó Tổng Lâm là em trai của anh. Lâm Tử Lương vốn không phải là em trai của anh. Em không thèm hỏi anh mà lại đi nghe ngóng từ kẻ khác. Em xem anh là gì? Là ai cho em cái quyền can thiệp vào đời tư của anh? Em không phải cố ý nghe ngóng chuyện của anh. Vì em là bạn gái anh. Hơn nữa ngày nào cũng gặp Phó Giám Đốc Lâm, nhưng trước giờ chưa từng nghe anh nhắc đến anh ấy, nên em muốn tìm hiểu một chút. Là Lâm Tử Lương nói với em sao? Ra ngoài đi, anh không muốn cãi nhau với em. Em thực sự không cố ý mà. Em vốn định an ủi anh. Xin lỗi. Thực ra anh cũng không cần phải chạy tới đây. Chuyện của Phó Giám Đốc Lâm em đã nghĩ rồi. Nếu như anh không muốn nói thì em xem như chưa từng nghe đến chuyện này. Sau này cũng không nhắc tới với anh nữa. Anh nghĩ rồi. Nếu chúng ta đã quyết định tiến tới một cách nghiêm túc thì anh buộc phải thành thật với em. Chỉ là chuyện này là điểm cấm kỵ trong lòng anh. Anh luôn không muốn chạm vào. Thực ra anh rất tự ti. Vì anh không có mẹ. Trước giờ anh không có cách nào đối diện với sự thật này. Đúng vậy. Lâm Tử Lương cậu ta chính là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Lúc cậu ta sinh ra, mẹ cậu ta sợ anh không chịu được nên chủ động để cậu ta theo họ mẹ. Anh không biết bà ta làm vậy là vì thương xót cậu bé còn nhỏ tuổi như anh, hay là vì muốn ba của anh vui. Dù sao thì ba cũng rất hài lòng. Còn hứa với anh, tuy rằng có em trai, nhưng vẫn sẽ yêu thương anh như trước. Những thứ anh đáng được nhận sẽ không bớt đi một thứ nào. Ba lúc nào cũng vậy, dùng tiêu chuẩn của ông ấy để đánh giá anh, để ép buộc anh. Tóm là từ nhỏ tới lớn, cái gì anh cũng có. Ai cũng cho rằng cuộc sống của anh như một hoàng tử. Nhưng Lâm Tử Lương có một người mẹ yêu cậu ta. Còn anh,
là đứa con bị mẹ bỏ rơi. Lâm Tử Lương tuy rằng luôn hận anh, nhưng cậu ta không biết vì không có mẹ, anh tự ti thế nào. Xin lỗi, đáng ra em nên chủ động hỏi anh về chuyện này. Nhưng không phải tất cả đều là chuyện quá khứ cả rồi sao? Anh và mẹ không phải cũng đã hòa hợp lại rồi sao? Để đó em không sai. Anh biết thực ra là do em quan tâm anh, nhưng anh phải nhắc nhở em. Lâm Tử Lương trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ an phận làm một người em trai, cho nên anh mới ghét cậu ta đến vậy. Ba và dì Lâm thì xem như là lấy nhau một cách bí mật, vì ba tái hôn rất ít người biết. Gia tuyệt đối không phải vì vậy mà ghét hai mẹ con họ. Trẻ con thực ra rất nhạy cảm, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều việc chứng minh hai người họ căm ghét và đố kỵ với anh. Thực ra một lời khó nói hết, chẳng trách phản ứng của phó giám đốc Lâm lần nào cũng kỳ lạ như vậy. Bây giờ số của em đã hiểu. Mẹ đó, em tha thứ cho anh chứ? Anh nói gì vậy? Cái gì bà tha thứ không tha thứ? Mỗi người đều có một vài vấn đề mà họ không muốn đối diện. Chẳng hạn như em, nếu như em cũng có vài chuyện không nói với anh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn chuyện của anh, vậy anh có tha thứ cho em không? Em lắm tật như vậy, có thể che giấu cái gì? Trong mắt anh, em giống như một trang giấy trắng vậy. Nếu như em nói, nếu như em không phải trang giấy trắng, anh có tha thứ cho em không? Em có thể tha thứ cho anh, tại sao anh không thể tha thứ cho em? Nếu như đúng là có vấn đề, em nói với anh giúp em giải quyết. Tuyệt đối đừng gánh vác một mình. Nếu có chuyện trong quá khứ rồi mà không tổn hại đến bất cứ ai, thì cứ để nó qua đi. Lâm Tử Lương có câu nói này rất đúng. Mỗi người đều có thứ mình sợ hãi, đó chính là nhược điểm. Cậu ta biết rõ nhược điểm của anh. Alo Tư Lượng, alo, em đang ở chỗ chụp hình. Em đang ở phim trường à, em tới đó làm gì? Mang đồ trang sức tới cho Cao Văn. Sao vậy, em không có việc gì chứ? Không sao đâu, chỗ này hình như đột nhiên cúp điện. Đi thôi, mau đi kiểm tra tình hình, đừng ngay ra đó nữa. Sao lại có mùi khét vậy? Chỗ nào cháy rồi? Cháy rồi đạo diễn, dây điện cháy rồi. Bà bối, mau đi thôi, cháy rồi. Mau đi thôi. Sao lại cháy rồi? Cháy ở đâu vậy? Sao rồi, em không bị thương chứ? Không sao. Anh có bệnh sao? Bản thân anh cũng sắp bị thương rồi. Anh không sao chứ? Không sao chứ? Bị phỏng chút xíu mà làm em cảm động vậy sao? Hơn nữa nơi lửa cháy to đến độ này thì anh không cứu em đâu. Sớm bỏ của chạy lấy người rồi. Không sao đâu, anh không cần đến đây đâu. Anh muốn nhìn thấy em ngay lập tức. Nhớ đâu em lại ngốc nghếch gây ra quả gì. Không phải là cần anh ra tay giúp đỡ sao? Em là ai chứ? Đương nhiên là người phụ nữ của Tiêu Lượng anh rồi. Tất nhiên sẽ không chịu thua kém anh đâu. Yên tâm đi, em sẽ không để anh mất mặt đâu. Hôm nay được rồi, anh cứ làm việc của anh đi. Thôi không nói với anh nữa, anh đi làm đi. Ngoài kia hình như có tiếng gì đó. Vậy nha, bye bye.
Tiêu Lượng à, em sao vậy? Có khả năng hôm nay em không thoát ra được rồi. Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Em bị lửa dây quanh rồi. Mẹ đó, em cố gắng lên. Anh sắp tới nơi rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Mẹ đó, xảy ra chuyện rồi. Tiêu Lượng, có một chuyện từ trước tới giờ em vẫn giấu anh chứ không nói cho anh biết. Trước khi em bị đụng xe, sau đó... Alo, mẹ đó, em sao rồi? Sạc pin đâu? Nhanh lên đi. Sau đó suýt chết, bị hủy hoại khuôn mặt. Em đã làm phẫu thuật để trở thành hình dáng như hiện giờ, còn đổi tên thành mẹ đó. Thật ra lâu trước đây chúng ta đã quen biết rồi. Em chính là mẹ Mỹ Lệ, người từng được anh giúp đỡ ở công ty quảng cáo Eo. Chính là mẹ Mỹ Lệ, người anh không muốn nhớ tới. Em xin lỗi Tiêu Lượng, em không nên giấu anh. Mẹ đó, em nói gì vậy? Trả lời anh đi. Mẹ đó, cố gắng lên, tuyệt đối không được gục ngã. Mẹ đó, em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Anh cũng yêu em nghe rõ chưa? Anh cũng yêu em. Mẹ đó, alo, mẹ đó, em có nghe anh nói không? Mẹ đó. Mẹ đó, anh xin lỗi. Lúc em cần anh nhất thì anh không bên cạnh em. Anh thật lòng xin lỗi. Anh hãy nhớ rằng em yêu anh. Em thực sự yêu anh. Em không tưởng là sẽ không được nhìn thấy anh lần nữa. Em thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Không sao đâu, anh không phải căng thẳng làm gì. Không sao là tốt rồi. Sau này không được dọa anh như vậy. Anh không cho phép em xảy ra chuyện. Còn nữa, không được gọi điện nói chia tay anh. Nhìn bộ dạng lo lắng của anh lúc này không giống nam thần trong lòng em chút nào. Em sao vậy? Mặt của em không bị thương chứ? Không phải bình thường, em không hay quan tâm Tiểu Tuyết sao? Sao lại lo đến gương mặt? Em sợ lỡ mặt em bị thương trở nên xấu điên đảo. Anh thực sự không cần em nữa thì sao? Dù em có xấu thế nào, dù em có biến thành bộ dạng gì, anh đều không từ bỏ em. Những lời em nói trong điện thoại anh nghe hết rồi chứ? Vậy anh, anh không muốn nghe nữa. Tai nạn xe, mất ý thức cái gì, những thứ đó cứ để nó qua đi. Sau này không được nhắc tới chuyện này với anh nữa. Giây phút anh suýt đánh mất em đó, anh sợ đến mức cả người phát run. Vì vậy sau này anh quyết định giữ chặt em bên mình, không bao giờ cho phép em rời đi nữa. Còn nữa, chủ công ty đã có Tề Vũ trông coi. Mấy hôm nay anh sẽ ở bệnh viện chăm sóc cho em. Em phải cố gắng nghỉ ngơi biết chưa? Cảm ơn anh đã yêu em như vậy. Biết anh yêu em như vậy, em chết cũng không hối tiếc gì. Không cho phép em nói từ đó. Không sao, đã chết một lần rồi thì không còn thấy sợ hãi nữa.
không quấy rầy hai người chứ. Thế nào rồi Cao Văn, tình hình đã khá hơn chưa? Khá hơn rồi à? Cô mở mắt ra có thể nhìn thấy Tiêu Lượng rồi, có phải trong lòng rất cảm động không? Vậy tôi ra ngoài đây, lát nữa lại tới thăm cô sao? Được rồi, không có chuyện gì nữa. Hát cho em nghe một bài đi. Anh hát đi. Anh không rảnh mà sao lại qua đây? Bệnh viện nói em làm thủ tục xuất viện, sao không nói với anh? Em sợ anh không có thời gian nên đã làm xong thủ tục trước. Vậy cũng đâu cần đợi ở đây. Em sốt ruột muốn gặp anh đến vậy sao? Đúng rồi, em cứ nhìn di động mãi, đang đợi điện thoại quan trọng lắm sao? Không có gì. Đúng rồi, hôm nay chẳng phải anh bận việc sao? Sao đột nhiên lại tới đón em? Anh sợ em ở bệnh viện đợi lâu quá, chẳng may lại phải lòng bác sĩ nam khác thì sao? Còn lâu. Anh đùa thôi. Bạn gái xuất viện, bạn trai đến đón là chuyện hiển nhiên mà. Em có chuyện gì giấu anh sao? Nói anh nghe đi. Không có. Có lẽ là vì vừa ra viện nên chưa thích ứng được ngay. Anh có chắc hôm nay không cần tới công ty không? Không cần đến công ty. Thời gian này sẽ thoải mái hơn trước. Vì sao? Có rất nhiều dự án mà. Nếu dự án nào cũng cần anh đích thân xử lý, công ty còn cần nuôi những nhân viên khác không? Hơn nữa em vừa ra viện, anh muốn ở bên em nhiều hơn. Chắc không phải vì em đã anh đã gác lại mọi công việc đó chứ. Em thấy mình có quan trọng đến vậy không? Chỉ trùng hợp thôi. Được rồi, trùng hợp cũng không sao. Dù sao chỉ cần em dựa vào anh là được rồi. Vậy cứ tiếp tục làm vậy đi. Trải qua quả quạng lần này, anh thật sự rất sợ đánh mất em. Anh sẽ không mất em đâu. Đi thôi. Tôi chọn món này. Vậy thôi. Vậy cô muốn bít tết của mình chín mấy phần? Tôi nghĩ cô ấy 97 phần. Cô ấy không thích ăn đồ còn sống quá. Thế giới của anh ấy thật là quá khác với mình. Dạ, xin đợi một lúc. Cảm ơn. Anh vừa nói gì vậy? Có phải nói em chỉ biết ăn thôi không? Ngốc. Anh bảo họ mang món tráng miệng ra trước cho em. Bảo phó giám đốc Lâm xử lý đi. Được. Anh bảo phó giám đốc Lâm xử lý là muốn giao công việc hết cho anh ta sao? Giờ này em làm sao vậy? Quan tâm đến công việc của anh như vậy. Đúng vậy. Trước đây khi anh bận rộn công việc, em hy vọng anh có thời gian đi với em. Nhưng bây giờ, khi anh thực sự có thời gian rồi, em lại hy vọng anh có thể tiếp tục làm việc. Mẹ đó, ba anh tìm em rồi sao? Quả nhiên không ngoài dữ liệu của anh. Tại sao phải vì em mà từ bỏ nhiều như vậy? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ muốn anh từ bỏ em? Anh không làm được. Ba nhất định đã đặt ra điều kiện. Em nghĩ thế nào? Em còn chưa nghĩ xong. Chắc không phải. Em đã động lòng rồi chứ? Không phải. Em muốn đợi anh chọn trước. Nếu như anh bằng lòng chọn em, em nhất định ở cạnh anh. Cho dù công ty đuổi việc em cũng không sao. Nhưng mà nếu anh muốn chọn công ty thì em cũng không trách anh. Em sẽ vẫn đợi anh. Anh quên rồi sao? Là em thích anh trước mà. Cho nên em yêu anh nhiều hơn anh yêu em một chút. Nếu như đến anh cũng không bỏ cuộc thì làm sao em bỏ cuộc được chứ? Chỉ có điều bây giờ em hơi lo, vì em là lý do làm lỡ mất tiền đồ của anh.
Em không thể chỉ nghĩ đến tình cảm của mình, mơ ước của mình. Cũng như ba anh nói, yêu là phải tác thành. Vậy thì tác thành cho anh đi. Ý anh là tác thành cho lựa chọn của anh. Nếu anh đã chọn em thì đừng vì tiền đồ của anh mà lo lắng nữa. Em phải tin anh hoàn toàn có đủ năng lực để tìm một công việc khác. Công ty cần anh nhiều hơn là anh cần đó. Anh không phải ký sinh trùng của Tesiro. Em yên tâm đi, anh chọn em sẽ không hối hận đâu. Từ khi em và anh ở bên nhau, em luôn chỉ nói về ước mơ của em. Vậy mơ ước của anh là gì? Đưa tay cho anh. Mẹ đó, thì ra mơ ước của anh là được mãi mãi ở bên em. Anh phụ trách kiếm tiền nuôi em, em phụ trách xinh đẹp như hoa. Chúng ta có một căn nhà, có lẽ không lớn, không phải em thích nhìn ra biển sao? Đến lúc đó chúng ta mua một căn nhà bên bờ biển, đó chính là mơ ước của anh. Mẹ đó, hãy ở cạnh anh. Em luôn ở bên anh mà. Là dọn đến bên anh, để anh lúc nào cũng có thể nhìn thấy em. Dọn qua chỗ anh. Được rồi, đây là tất cả những gì em chuẩn bị cho anh. Mau xem đi, chuẩn bị gì? Thông tin thuê nhà. Mấy cái này em đã tìm những cái gần nhà anh, hơn nữa cũng rẻ. Nếu vậy, có thể làm gì lòng ước mơ của anh chuyển đến bên cạnh anh. Vậy có gì khác biệt đâu. Anh muốn em dọn đến nhà anh. Dọn đến đây ở sao? Vậy không phải là sống chung với anh sao? Này, chẳng lẽ em không muốn sống cùng với anh sao? Không, em chỉ sợ em mua đồ bất chính, nhỡ không đợi được mà cùng anh. Anh không ngại đâu đến đây. Không phải anh vẫn luôn muốn em bỏ thói xấu đi sao? Dù sao em không thể sống cùng anh. Em muốn phát triển từng bước một với anh. Vậy được rồi, chuyện nhà cứ để anh giải quyết. Nhưng đừng mắc quá đấy, nếu không em sợ mình không gánh nổi. Dù sao cũng chỉ là ở tạm một thời gian. Em nói gì? Theo cậu giám đốc Tiêu, đây là ngôi nhà lý tưởng nhất rồi. Nội thất đầy đủ, hơn nữa còn rất gần với nhà của anh. Vậy gọi là gần sao? Đối diện chính là nhà của anh ấy rồi. Giống như giám đốc Tiêu muốn làm thông hai bên, đối với anh ấy mà nói rất xa xôi. Anh cảm thấy rất tốt rồi, cứ chọn nhà này đi. Em dọn qua đây ở. Chờ đã, nhà này nhất định rất mắc, em không trả nổi. Trong mắt em, anh không trả nổi tiền thuê một căn nhà sao? Anh đúng là kẻ no không hiểu được kẻ đói. Anh có biết một tháng em kiếm được bao nhiêu không? Nếu mà em sống ở những nơi như vậy, chắc chắn sẽ sớm chết đói. Yên tâm đi, nhà này nhất định em sẽ trả nổi. Anh đã bàn với chủ nhà rồi. Chỉ khấu bao nhiêu? Giám đốc Tiêu đã mua căn nhà này rồi, anh ấy chính là chủ nhà của cô. Mua rồi. Giám đốc Tiêu, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Chủ nhà, anh muốn lấy của em tiền thuê bao nhiêu vậy? Người nhà cả mà chiết khấu đi. Tiền nhà thì không cần lấy, dù sao em cũng rất nghèo. Dùng người để trả tiền thuê nhà đi. Em không dùng người để trả đâu. Em là người có tiết hạnh, đồ chủ nhà mua đồ bất chính. Ai bảo em bán mình chứ? Mỗi ngày đến nhà anh nấu cơm và vệ sinh. Những chuyện cần dùng thể lực này cũng được xem như là dùng người để trả, nhưng không có quan hệ đến tiết hạnh. Là ý vậy sao? Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ gì thế? Anh không ngại biến chuyện em muốn thành hiện thực đâu. Em muốn nói, em ở đây nguy hiểm quá. Ông chủ đẹp trai như vậy, em sợ mình chịu không nổi.
Hay là anh dẫn em tham quan phòng ngủ? Alo Tiêu Lượng à, anh đã nói sẽ giúp em chuẩn bị tiệc tân gia mà. Em đã chuẩn bị ở nhà trước cho anh rồi nè. Bây giờ anh đang tiếp khách, sẽ về muộn chút đó. Không sao đâu, em sẽ đợi anh ở nhà nha. Tạm biệt. Chính là chỗ này. Ông chủ cho 30 xiên 200 riser. Ngồi đi. Hay chúng ta đổi quán khác đi. Không có được. Trước đây chuyện gì em cũng nghe anh hết. Hôm nay anh nhất định phải nghe theo em. Ăn ở quán này giùm em. Có phải em rất dịu dàng quan tâm anh hay không? Anh hạnh phúc lắm đúng không? Nướng xong rồi, phần còn lại sẽ xong ngay ạ. Cảm ơn. Thịt xiên nướng và riser là hợp nhất. Cho anh một xiên nè. Há miệng ra nào. Đàn ông con trai để em đút mất mặt lắm. Để tự anh ăn. Nhất định phải để em đút cho. Mở miệng ra. Ngoan lắm. Ngon không? Thịt dai muốn chết. Nguyên liệu dở gì cũng chán. Không thể nào. Rõ ràng là rất ngon mà. Nhưng mà vì có em cho nên rất hoàn hảo đó. Được rồi, anh mau ăn đi. Thật mong sao thời gian ngừng lại giây phút này, mãi mãi được nhìn thấy nụ cười của anh. Nếu như bây giờ bảo anh ở lại đây, anh có cảm thấy em thật trơ trẽn hay không? Buông tay ra. Ngủ đi thôi. Anh biết không, mỗi giây ở bên cạnh anh, em đều cảm thấy dường như mình đang mơ vậy. Tốt đến vậy sao?
Phải đó. Thật sự hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ mà em sẽ không bao giờ tỉnh lại. Không tỉnh đâu, anh sẽ cho em mơ mãi luôn. Mấy đó, mấy đó à? Sao bỗng nhiên mấy đó lại bỏ đi như thế này? Xin chào, tôi là mấy đó. Bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại của bạn. Xin hãy để lại lời nhắn cho tôi. Tiêu Lượng à, xin anh hãy tha thứ cho em vì đã đi mà không lời từ biệt. Thời gian ở bên cạnh anh, em đã cảm nhận được hạnh phúc chưa từng được nếm trải. Em là cô gái đến từ một vùng đất bé nhỏ, mang theo một ước mơ nhỏ bé đến thành phố rộng lớn này. Giữa biển người bên mông, em may mắn được gặp gỡ anh. Anh không biết đâu, đối với em, anh quan trọng tới giường nào. Anh luôn đồng ý những yêu cầu của em, còn em thì chưa từng thấu hiểu ước mơ thực sự của anh là gì. Giống muốn từ từ giải thích với anh về chuyện này, cũng có rất nhiều lời muốn thông thả nói cho anh nghe, nhưng mà bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Thật ra anh xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn em. Đừng tìm em, anh không tìm được đâu. Cảm ơn sự dịu dàng của anh dành cho em, Mễ Đoá. Mễ Đoá, Mễ Đoá, thật sự là em hay sao? Đừng tắt máy, em đang ở đâu vậy? Em đã đi rồi, sẽ không trở lại nữa đâu. Mễ Đoá, tại sao em không từ mà biệt? Anh đã nói rồi, anh không quan tâm việc ba anh trừng phạt anh thế nào, tại sao em còn bỏ đi? Vì anh có ước mơ của anh. Ba của anh đã nói với em rồi, anh rất quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Hơn nữa, em còn là người mãi mãi không bao giờ xứng với anh. Em còn có một bí mật quan trọng chưa từng nói với anh nữa. Đợi em nói xong, anh sẽ không còn yêu em nữa đâu. Mễ Đoá, bí mật đó của em anh hoàn toàn không muốn biết. Đó là một bí mật khiến chúng ta chia tay nhau, anh mãi mãi không bao giờ muốn biết. Bây giờ anh chỉ muốn em quay về đây. Mễ Đoá, chỉ cần em đồng ý quay về bên anh, những chuyện khác anh đều không quan tâm. Không cần biết em đã làm gì, anh đều có thể tha thứ cho em mà. Vậy anh nhớ lời mình đang nói nha. Sau này bất luận xảy ra chuyện gì, cũng phải nhớ đến bộ dạng đẹp đẽ nhất của em đó. Anh không trách em, em mau trở về đi được không? Em không về nữa đâu. Mễ Đoá, bất luận em chạy đến đâu thì anh cũng sẽ bắt em về đây. Em nghe chưa? Đúng là người đàn ông của em, cả lời nói giận dữ mà cũng hay đến như vậy. Em đang ở đâu? Có phải em đang ở gần đây không? Mễ Đoá, Mễ Đoá, Mễ Đoá, Mễ Đoá.